Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh Tin Mới. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Đây là một loại vũ khí trang bị hiện đại vừa được Đảng, Nhà nước trang bị cho quân đội, đặc biệt là lực lượng phòng không không quân để tiến thẳng lên hiện đại. Cũng rất vinh dự và tự hào khi là một người lính điều khiển một trong những vũ khí trang bị khí tài hiện đại nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, Hổ Mang Chúa Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả của Tin Mới. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì trên các phương tiện thông tin đại chúng đều cập đến rất nhiều các thông tin và hình ảnh liên quan tới những cuộc diễn tập của những chiếc máy bay quân sự trên bầu trời Hà Nội và những màn thao diễn quốc kỳ và ánh sáng tuyệt đẹp đến từ lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang có mặt tại Trung đoàn 927 tại Lạng Giang, Bắc Giang để ghi nhận một ngày chuẩn bị cho công tác huấn luyện bay, cũng như được tận mắt chứng kiến chiếc Su-30 MK2 Hổ Mang Chúa trên bầu trời Hà Nội. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi nhé! Su-30 MK2 là dòng máy bay tiêm kích hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam, được mệnh danh là Hổ Mang Chúa. Su-30 MK2 có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa vài trăm km nhờ hệ thống radar điều khiển của hỏa lực tầm xa. Su-30 MK2 phiên bản nâng cấp của Su-30 là mẫu tiêm kích đa năng hạng nặng tầm xa, được một tập đoàn của Nga phát triển dựa trên mẫu chiến đấu cơ Su-27SK nổi tiếng vào năm 1999. Với tầm bay chiến đấu được mở rộng cũng như khả năng sử dụng các hệ thống vũ khí tiến công có điều khiển chính xác tầm xa, Su-30 MK2 được xếp vào nhóm vũ khí tiến công xung kích đường không chống các mục tiêu chiến thuật, chiến dịch nằm phía sau chiến tuyến của đối phương. Su-30 MK2 được trang bị động cơ vô cùng mạnh mẽ với công nghệ phụt nhiên liệu vector để tăng khả năng cơ động. Điều này giúp Su-30 MK2 có thể đạt vận tốc lên tới 2.000 km/h. Su-30 MK2 có thể theo dõi cùng lúc hàng chục mục tiêu và tấn công đồng thời 4 mục tiêu cùng một lúc. Với hệ thống hỏa lực trang bị trên máy bay khá đa dạng và hiện đại, từ bom tên lửa cho đến rocket. Vũ khí chủ lực của máy bay tiêm kích Su-30 MK2 là các tên lửa không đối không R-77, tên lửa không đối đất KH-59 cùng cặp đôi tên lửa không đối hạm là KH-31 và KH-59 cải tiến, trong đó tên lửa R-77 được dẫn đường bằng radar chủ động cực kỳ hiện đại. Đây là một loại vũ khí trang bị hiện đại và được Đảng, Nhà nước trang bị cho quân đội, đặc biệt là lực lượng phòng không không quân để tiến thẳng lên hiện đại. Máy bay Su-30 MK2 là máy bay do một đối tác truyền thống của Việt Nam đã sản xuất và hiện tại với các tính năng của nó đủ điều kiện bay trong điều kiện khí tượng phức tạp, giản đơn, ban ngày cũng như ban đêm và độc lập tác chiến ở tầm xa với nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại được trang bị trên máy bay. Với sức mạnh quân sự hiện đại bậc nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam, loạt tiêm kích Su-30 MK2 của Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 731 Quân chủng Phòng không Không quân tích cực luyện tập để chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, lần đầu tiên do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn ra tới đây. Vâng, thưa quý vị, hiện tại các phi công đang chuẩn bị cho chuyến bay khí tượng và đây là chuyến bay vô cùng quan trọng, bởi lẽ qua chuyến bay này sẽ xác định được thời tiết hôm nay có phù hợp với các chuyến bay chính thức hay không. Thượng tá Phạm Quốc Vượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 371 sẽ là người trực tiếp thực hiện chuyến bay quan trọng này. Bay khí tượng là chuyến bay gần như bắt buộc yêu cầu phải xác định lượng mây, độ cao đáy, đỉnh mây, các loại mây, tầm nhìn, xu thế phát triển, các hiện tượng thời tiết, hướng và tốc độ gió, kiểm tra các phương tiện bảo đảm của các đài, trạm thông tin, radar mặt đất. Kết quả chuyến bay trinh sát khí tượng sẽ giúp chỉ huy bay có hạ quyết tâm thực hiện bay chính thức hay không và xác định kế hoạch bay, phương án bay nào. Bay trinh sát khí tượng là một trong những nội dung cần thiết đối với công tác tổ chức chỉ huy của một đơn vị không quân. Khi bay trinh sát khí tượng thì người chỉ huy của ban bay sẽ là người trực tiếp tham gia bay trinh sát khí tượng. Bay trinh sát khí tượng để nắm bắt tất cả những nội dung liên quan về vấn đề thời tiết, ví dụ như là lượng mây, xu thế phát triển của mây và các yếu tố ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến hoạt động bay. Trong đó đặc biệt chú ý đến quá trình phát triển của các loại mây nguy hiểm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động.
sau khi bay trinh sát khí tượng về xong. Người chỉ huy người ta sẽ đánh giá được các điều kiện khí tượng của các phương thức tổ chức hoạt động đối với ban bay ngày hôm nay như thế nào. Khi xác định được thì sẽ đưa ra những phương án chỉ huy, đưa các máy bay bay lên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch một cách tuần tự, khoa học và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi kết thúc chuyến bay khí tượng, một cuộc họp đánh giá đã được Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 371 tiến hành và quyết định sẽ thực hiện các chuyến bay chính thức ngay sau đó. Đây cũng là những hoạt động luyện tập của các máy bay quân sự Su-30 MK2 trong thời gian qua và thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân thủ đô cũng như người dân trên cả nước. Sau khi chúng tôi nhận được cái nhiệm vụ bay trình diễn phục vụ triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 do Cục Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức, quân chủng, sư đoàn trực tiếp và sư đoàn 371 đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi huấn luyện. Với nội dung là bay trình diễn với đội 2 chiếc, 4 chiếc sau khi nhận được kế hoạch sư đoàn 371 đã tiến hành là xây dựng kế hoạch lựa chọn phi công có trình độ, có khả năng cũng như là chuẩn bị các lực lượng, phương tiện đảm bảo tốt nhất cho nhiệm vụ bay trình diễn. Sau khi nhận được kế hoạch tổ chức, lên lớp cho phi công cũng như là các thành phần đảm bảo khác thì phải phân công nhiệm vụ cụ thể đối với tất cả các bộ phận có liên quan để chuẩn bị cho các chuyến bay tập luyện. Các phi công tham gia sẽ phải trải qua các quá trình nghiêm ngặt, đó là khám sức khỏe trước mỗi chuyến bay nếu đảm bảo sức khỏe mới được thực hiện nhiệm vụ bay. Lực lượng làm nhiệm vụ chuẩn bị trước khi Su-30 MK2 cất cánh gồm kỹ thuật hàng không, hậu cần, xe ô tô, xe địa chỉ, xe điều hòa thông tin, radar. Đội ngũ kỹ thuật bàn giao Su-30 MK2 cho phi công sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, khi mọi yếu tố kỹ thuật, sức khỏe, phi công, thời tiết đều đảm bảo. Phi công sẽ lên những chiếc Su-30 MK2 để thực hiện bay huấn luyện. Đối với bất cứ một lực lượng vũ trang nào thì cũng phải tập luyện để thành thục các động tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhưng với lực lượng phòng không không quân thì đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi đã làm cho người dân cảm thấy tin tưởng và tự hào về lực lượng không quân nhân dân Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã được nhà nước trang bị các loại vũ khí tối tân nhất là sức mạnh của quân đội. Sức mạnh của quân đội là lòng tin của nhân dân. Bày tỏ được lòng tin với nhân dân bằng trình độ, năng lực của cán bộ phi công. Đấy là một niềm vinh dự đối với lực lượng phòng không không quân. Và đấy là những điều lực lượng phòng không không quân luôn tự hào. Và đây là hình ảnh mãn nhãn của loạt tiêm kích Su-30 MK2 trên bầu trời tại sân bay Kép thuộc Trung đoàn Không quân 927 tại Lạng Giang, Bắc Giang. Các tiêm kích Su-30 MK2 thực hiện nhiều bài tập, nhiều bài đơn, tách tốp trên bầu trời. Tiêm kích Su-30 MK2 là loại máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi, tốc độ siêu thanh có thể đảm bảo cả hai nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và nhiệm vụ cường kích bao gồm tấn công trên mặt đất và trên biển. Với những người lính không quân nhân dân Việt Nam, đây là những nhiệm vụ hết sức cao cả và thiêng liêng, thể hiện sức mạnh và niềm tự hào dân tộc trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc. Đầu tiên, chúng tôi đã có kế hoạch để cho phi công học tập lý thuyết mặt đất. Sau đấy là học tập trên buồng lái và bay với đội hình từ giản đơn đến phức tạp. Chúng tôi xây dựng kế hoạch đầu tiên là bay biên đội 2 chiếc, biên đội 4 chiếc và sau đấy đưa vào thành các kế hoạch tập luyện trong các ban bay huấn luyện. Kế tiếp là đưa đào tạo thì sẽ bay theo đúng kịch bản, tức là có những lúc có 30 đội 2 chiếc, sau đó là bay 20 đội 4 chiếc. Kế hoạch được huấn luyện trình tự theo đúng quy tắc của giáo trình huấn luyện chiến đấu và nguyên tắc hoạt động của không quân. Còn đối với kế hoạch của triển lãm quốc tế quốc phòng thì hiện nay lực lượng phòng không không quân đã đạt được 2/3 nội dung của công việc. Tới đây, lực lượng phòng không không quân đang phục vụ cho gần nhất là cuộc tổng duyệt diễn ra vào đầu tháng 12 và hội nghị chính sẽ diễn ra ngày thứ 5. Với những nội dung yêu cầu của nhiệm vụ, hiện tại Trung đoàn Không quân 927 là đơn vị chủ trì tổ chức huấn luyện, tập luyện để đưa phi công thực hiện nhiệm vụ bay trên triển lãm quốc phòng quốc tế, đã đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ và khẳng định Trung đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát từng tốp tiêm kích Su-30 MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam thực hiện các màn biểu diễn đẹp mắt tách đôi, tách bốn. Và tất cả những màn thả bẫy mồi nhiệt từng xuất hiện nhiều lần tại khu vực sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội khiến không ít người tò mò. Vâng thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại khu chỉ huy buồng tập và bây giờ tôi sẽ có cuộc trao đổi với đại úy phi công Lê Đình Thành để tìm hiểu cụ thể hơn về những công tác chuẩn bị trước khi bay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được vào khu gọi là khu chỉ huy buồng tập.
ở khu này của mình thì công việc hoạt động chính của mình là gì? Đại úy phi công Lê Đình Thành cho biết đây chính là khu chỉ huy bay buồng tập của buồng tập lái Su-30 MK2 của Trung đoàn Không quân 927. Và đây là khu giúp đỡ phi công và chỉ huy cho phi công thực hiện những bài bay, những nhiệm vụ trong quá trình bay buồng tập. Vậy tức là khi quan sát, mình đã quan sát vào tất cả các màn hình này đúng không? Phi công Lê Đình Thành nói đúng rồi. Khi tôi làm nhiệm vụ chỉ huy cho phi công bay buồng tập, tôi sẽ quan xuyến và quan sát giúp đỡ cho phi công thực hiện những động tác. Hiện tại, tôi cũng đang rất tò mò, không biết là cái khu buồng tập mô phỏng của mình sẽ như thế nào. Anh có thể cho tôi và mọi người tham quan một chút được không? Được, bây giờ tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan trực tiếp mô hình buồng tập của chúng tôi. Đây là những hình ảnh bên trong buồng lái mô phỏng của máy bay Su-30 MK2 tại Trung đoàn Không quân 927. Phi công Lê Đình Thành đang thực hiện thao tác huấn luyện bay. Buồng tập giả lập này có kích thước và tính năng giống hết buồng lái máy bay Su-30 MK2 mô phỏng thực tế bằng màn hình 4D đa chiều, giúp cho phi công điều khiển buồng lái chính xác và hiệu quả. Một bài bay trong kế hoạch bay của chúng tôi kéo dài từ 1 giờ cho đến 1 giờ 20 phút. Để trước khi thực hiện một bài bay thực tế trên Su-30 MK2 thì phi công thường tranh thủ dành thời gian bổ trợ qua cái buồng tập mô phỏng này, giúp ích cho phi công rất nhiều. Và để trở thành một phi công Su-30 MK2 này phải vượt qua một quá trình đào tạo rất là gay gắt và chặt chẽ của quân chủng phòng không hậu quân. Qua đào tạo của trường sĩ quan không quân thì các phi công phải bay qua hai loại máy bay, đó là Yak-52 và L-39 với số giờ bay xấp xỉ là 250 giờ. Để bay được Su-30 này thì các phi công cần thêm từ 80 đến 100 giờ bay. Thì về cơ bản, các phi công sẽ nắm được những yếu lĩnh, thuần thục cũng như là những trang bị vũ khí, những bài bay ứng dụng chiến đấu trên Su-30 MK2. Mình có thể tạo các điều kiện thời tiết khó khăn để cho phi công khi thực tế ngoài trời. Khi bay thực tế, nếu gặp những điều kiện thời tiết khó khăn thì phi công cũng không còn bị bất ngờ và phải luôn giữ được bình tĩnh để xử lý tình huống khẩn cấp. Còn ở bên ngoài buồng tập giả lập này, các phi công có thể quan sát đường bay hay các động tác bay của phi công để có thể chỉnh sửa. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho các phi công nâng cao bản lĩnh, luôn có những chuyến bay an toàn và thắng lợi, góp phần giữ vững sự bình yên của bầu trời Tổ quốc. Rất vinh dự và tự hào khi là một người lính điều khiển một trong những vũ khí trang bị khí tài hiện đại bậc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán hải đảo, bầu trời, các phi công còn phải làm những nhiệm vụ khác như là bảo vệ các chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia khi mà họ đến vùng trời do chúng tôi quản lý. Ngoài ra, thì lực lượng phòng không không quân còn làm nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu giữa các quân, binh chủng trong toàn quân. Những màn nhào lộn vô cùng đẹp mắt của các tiêm kích Su-30 MK2 với sự tham gia của các lực lượng làm nhiệm vụ như kỹ thuật hàng không, hậu cần, thông tin, radar của Trung đoàn Không quân 927 nói riêng, Sư đoàn Không quân 371 nói chung, hứa hẹn sẽ tạo nên buổi biểu diễn mãn nhãn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, quả thật là để có được những màn trình diễn mãn nhãn và bùng nổ như vậy, các phi công của chúng ta đã phải trải qua một quá trình huấn luyện rất là công phu và kỹ càng. Và khi có mặt ở tại đây, tại Trung đoàn 927 Lạng Giang, Bắc Giang thì tôi cảm thấy thực sự là cảm phục và tự hào về những người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón và chờ đợi sự bùng nổ của các phi công cũng như là chiếc Su-30 MK2 và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 vào tháng này nhé. Đến bây giờ thì thời lượng của video đã hết. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.